Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình xây dựng và bất động sản trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Sau đây là thông tin chính sẽ có trong chương trình. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam. Doanh nghiệp đề xuất miễn tiền thuê đất năm 2020 với cơ sở lưu trú. Hồi tố sẽ giúp doanh nghiệp vượt khó mùa dịch. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 442 về việc giải quyết vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh có dự án đi qua phải xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ này, cần tập trung chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các cấp, các sở, ngành liên quan và Hội đồng Giải phóng mặt bằng địa phương khẩn trương xây dựng tiến độ chi tiết để thực hiện hoàn thành khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại khoảng 30%, cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công dự án trong quý 2 năm 2020. Đồng thời khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành 114 khu tái định cư trong quý 2 năm 2020 theo yêu cầu để di rời các hộ dân vào khu tái định cư, đặc biệt các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, phối hợp chặt chẽ với các chủ sở hữu, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật để thống nhất hoàn thành phương án đền bù, triển khai di rời các công trình bàn giao mặt bằng cho dự án trong tháng 6 năm 2020. Rà soát, chuẩn xác lại kinh phí giải phóng mặt bằng thực tế để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phần kinh phí tăng thêm, đáp ứng kinh phí phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng. Chủ động xử lý các vướng mắc kiến nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, chỉ đạo xử lý, đảm bảo tiến độ thực hiện, tuân thủ quy định hiện hành. Chiều ngày 16 tháng 4, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, ổn định an sinh xã hội, ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đề xuất được giãn thuế tiêu thụ đặc biệt, miễn tiền thuê đất năm 2020 với cơ sở lưu trú. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các doanh nghiệp nêu khó khăn và hiến kế giúp thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi, duy trì đà tăng trưởng. Theo đại diện tập đoàn Vingroup, tập đoàn hoạt động đa ngành nghề và các ngành nghề đều bị ảnh hưởng nặng do dịch COVID-19. Về du lịch, dịch làm ảnh hưởng việc làm của hơn 18.000 cán bộ nhân viên tại các khu nghỉ dưỡng, nhưng vẫn phải duy trì lương cho số lượng người này. Tất cả các lĩnh vực kinh doanh khác như bất động sản, giáo dục đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với những khó khăn hiện tại, tập đoàn Vingroup kiến nghị Trung ương kéo dài thời gian hạn thuế 1 năm thay vì 5 tháng như hiện nay bởi vì ảnh hưởng của dịch bệnh còn kéo dài, đồng thời thực hiện giãn thuế tiêu thụ đặc biệt, miễn tiền thuế đất năm 2020 với cơ sở lưu trú. Tại Hà Nội, tập đoàn xin hỗ trợ các thủ tục hành chính sớm cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, sớm phê duyệt các danh mục sử dụng đất. Còn đại diện các tập đoàn FLC cho biết, ảnh hưởng của dịch COVID-19 còn kéo dài trong khi chính sách ưu đãi chỉ trong vòng 5 đến 6 tháng. Vì vậy, doanh nghiệp có đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ cũng như có thêm chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho cộng đồng doanh nghiệp. Tập đoàn BRG kiến nghị thành phố cử công an các phường đến hỗ trợ bảo vệ tại các điểm bán hàng vì hiện nay người dân đến rất đông. Hỗ trợ chi phí vận chuyển nhanh chóng cho phép mở cửa lại các khách sạn, sân golf nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, BRG cũng đề nghị giảm thuế cho doanh nghiệp đến 50%, áp dụng mức thuế giá trị gia tăng từ 0% giảm đến 50%, miễn thuế sử dụng đất, tạo điều kiện cho lực lượng lao động từ các tỉnh vào làm việc tại các dự án xây dựng. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời cử tri huyện Sóc Sơn về việc đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét sớm chỉ đạo rà soát giải quyết dứt điểm việc quy hoạch rừng năm 2008 trùng và lấn với đất ở, đất nông nghiệp của các hộ dân để phục vụ cho công tác quản lý và quyền lợi của các hộ dân. Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, kết luận của Thanh tra thành phố về quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn cho thấy quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn năm 2008 còn bất cập, trùng lấn vào đất ở dân cư, bản đồ quy hoạch lấy theo mốc giả định. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn tiến hành rà soát chi tiết diện tích rừng huyện Sóc Sơn. Sau khi có kết quả rà soát rừng của Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc và Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh theo quy định. Ngày 16 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết những khó khăn cho nhiều dự án bất động sản đang vướng mắc trong thủ tục đầu tư xây dựng.
Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã kiến nghị Thủ tướng gỡ vướng cho 63 dự án bất động sản thương mại có nguồn gốc đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng. 63 dự án này đã được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được duyệt, được công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư không yêu cầu có quyền sử dụng đất ở hợp pháp. Qua đó, Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư các dự án nói trên. Trong trường hợp dự án đã được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án hoặc chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra kiến nghị đối với 58 dự án nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của luật đầu tư. Đối với 5 dự án còn lại, chủ đầu tư phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư, phải hủy bỏ các quyết định thu hồi, giao đất. Bộ phận nghiên cứu tư vấn thành phố Hồ Chí Minh của Savo Việt Nam cho biết về nguồn cung trong quý 1 năm 2020, phân khúc khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh không những không có dự án mới tham gia thị trường mà còn có hai khách sạn 3 sao với 150 phòng dừng hoạt động. Savi Việt Nam cho biết thị trường khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh trong 3 tháng đầu năm 2020 rơi vào tình cảnh điêu đứng khi nguồn cung tăng trưởng chậm, tình hình hoạt động thấp nhất, nhiều đặt phòng đã bị hủy. Mọi kỳ vọng về sự phục hồi nhanh chóng đang được đặt vào dài hạn, có khoảng 45% các dự án đang trong quá trình xây dựng hoặc chuẩn bị hoàn thành, nhưng do ảnh hưởng của COVID-19 nên vẫn chưa triển khai và có thể sẽ trì hoãn hoặc thay đổi mục đích sử dụng. Tuy nguồn cung vẫn tăng trưởng 2% so với quý trước và 3% so với cùng kỳ năm 2019, do các khách sạn cao cấp đưa các phòng dừng để cải tạo các quý trước đi vào hoạt động trở lại, nhưng đây là thời điểm không mới sáng sủa khi chào đón sự tăng trưởng này. Đáng lưu ý, quý 1 năm 2020 ghi nhận kết quả thấp nhất trong quý 1 từ trước đến nay với sự sụt giảm đáng kể công suất và giá phòng trung bình. Công suất giảm do tác động từ lượng khách quốc tế giảm mạnh trong quý, đầu tiên là từ nguồn khách Trung Quốc, sau đó là từ Hàn Quốc và châu Âu. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cũng đã có những động thái đầu tiên sau hàng loạt những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường. Cụ thể, dự thảo Nghị định 20 sửa đổi sẽ nâng mức khống chế chi phí lãi lên 30% tổng lợi nhuận thuần, thay vì 20% như hiện tại. Việc nâng mức chi phí lãi vay lên 30% sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thêm điều kiện vay vốn kinh doanh. Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi Nghị định 20 mới chỉ đề cập đến việc áp dụng mức trần này cho kỳ quyết toán thuế năm 2019 mà không áp dụng cho các năm trước đó. Điều này khiến cho gánh nặng trên vai của hàng nghìn doanh nghiệp vẫn chưa hoàn toàn được chút bỏ. Nghị định 20 được ban hành năm 2017 nhằm giảm thiểu tình trạng chuyển giá, trốn thuế. Quy định này đã góp phần hạn chế tình trạng doanh nghiệp FDI chuyển giá, trốn thuế nhưng lại vô tình gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp trong nước nói chung và doanh nghiệp bất động sản nói riêng. Do đó, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cần bổ sung việc hồi tố cho các doanh nghiệp. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng chi phí lãi vay là chi phí thực của doanh nghiệp, nhưng hơn 2 năm qua chưa được công nhận. Điều này đã gây thiệt hại rất lớn đối với các doanh nghiệp bất động sản có dự án đầu tư với quy mô vốn lớn, phải đi vay nhiều. Nếu không hồi tố, việc sản xuất kinh doanh của không ít doanh nghiệp sẽ đi vào bế tắc, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, khiến hoạt động kinh doanh bị đình trệ. Và tôi nghĩ rằng là với những chính sách mà áp dụng trong giai đoạn sau này thì rõ ràng là có những cái sẽ có những cái tác động tích cực đến cái thị trường bất động sản nói chung. Đối với những doanh nghiệp mà có những chính sách về tài chính minh bạch, có những cái quản trị doanh nghiệp tốt thì sẽ tận dụng được những cái ưu thế, cái lợi thế của nghị định mới cho quá trình phát triển tiếp theo. Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, 90% các doanh nghiệp bất động sản đều vay vốn khi thực hiện đầu tư phát triển các dự án. Do đó, khi được xem xét hồi tố hay còn gọi là hoàn thuế đối với các khoản đã chi trả trước đó, nhưng đến nay, các quy định của Nghị định 20 sửa đổi bổ sung đều thuộc diện được hoàn. Trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế này thì là đối với một doanh nghiệp bất động sản có được một cái nguồn tiền từ cái việc hồi tố nguồn thuế từ nhà nước thì sẽ là cái liều thuốc rất là hữu ích cho doanh nghiệp bất động sản để có thể được cầm cự qua được những cái cơn khó khăn và để triển khai tiếp trong cái giai đoạn tới. Các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch, mà đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thành ra cái việc mà hỗ trợ các doanh nghiệp đó thì nó cần có một cái cơ sở để mà hỗ trợ. Thì cái cơ sở đó là nếu mà bây giờ mình nới cái tỷ lệ mà chi phí vốn lên cho các doanh nghiệp tại thời điểm này thì nên áp dụng đó cho cả quá khứ nữa, có nghĩa rằng nên có cái hiệu lực hồi tố để giúp các doanh nghiệp, thì nó là cái cơ sở rất là
chính đáng để mà giúp các doanh nghiệp. Cũng theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, việc không quy định hiệu lực hồi tố cũng như nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 20 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho rất nhiều doanh nghiệp trong cả nước với số tiền ước tính là 4.975 tỷ đồng. Do đó, ngoài kiến nghị về quy định hiệu lực hồi tố trong nghị định 20 sửa đổi bổ sung, Hiệp hội còn kiến nghị cho phép doanh nghiệp chuyển phần chi phí lãi vay vượt mức khống chế theo quy định tại nghị định 20 sang kỳ sau. Thời gian chuyển có thể xem xét và 5 năm kể từ sau khi bị loại, phù hợp với quy định về kỳ chuyển lỗ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình xây dựng và bất động sản hôm nay của chúng tôi. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.